cổ thần cười nhạt một tiếng quát lạnh thực sự cho rằng lão tử sợ các ngươi hay sao chiến thần diệt tinh quyền nhảy mắt 600 quyền sáu thanh tiên phủ trong tay cổ thần biến mất không còn sáu tay đồng thời kết thành quyền ấn sáu đạo 108 quyền hợp nhất chiến thần diệt tinh quyền oanh kích ra chiến thần diệt tinh quyền đồng thời oanh kích 100 quyền là có thể diệt sát được siêu cấp cường giả hư không kỳ trong nháy mắt 648 chiến thần diệt tinh quyền đồng thời đánh ra uy lực mạnh mẽ tới con nào sợ rằng chư từ đại tiên hợp đạo kỳ cũng không dám không làm bất cứ hành động phản kháng nào để mắc kê cho 648 chiến thần diệt tinh quyền đồng thời bắn chúng thân thể nếu không chư từ đại tiên hợp đạo kỳ cũng phải thương nặng về phần cường giả siêu cấp hư không kỳ dưới 648 chiến thần diệt tinh quyền hầu như không chịu nổi một kích coi như là trí cường giả hư không hậu kỳ đỉnh phong đối mặt với 648 chiến thần diệt tinh quyền trong nháy mắt cũng phải nhượng bộ lui binh bằng không hẳn phải chết không cần nghi ngờ. Đồng thời oanh kích 648 quyền, hầu như trong nháy mắt tiêu hao 2 phần 3 cương khí pháp lực trong cơ thể cổ thần. Trong nháy mắt cơ thể có 2 phần 3 lực lượng biến mất khiến cổ thần sản sinh một loại cảm giác toàn thân tê dại, nhẹ bấm, tôi hồ như chỉ cần cơn gió nhẹ thổi tới là có thể cuốn theo hắn đi. 648 chiến thần diệt tinh quyền vừa ra, một cỗ lực lượng phát tác ẩn chứa khí tức hủy diệt phá hủy tử vong. Giết chóc mãnh liệt đột một phóng lên cao, năm vị cường giả siêu cấp thánh đình trong sát na đại biến sắc mặt. Sáu đạo quyền cương này ẩn chứa lực lượng đủ khiến bọn họ cảm thấy vô cùng sợ hãi, đó là sợ hãi đối với tử vong. Năm um, 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 um. tiếng nổ đồng thời vang lên, năm vị cường giả siêu cấp đánh ra trường cương hầu như cùng một lúc bị quyền cương của chiến thần diệt tinh quyền đánh tan thành hư vô. Sáu đạo 108 quyền hợp nhất chiến thần diệt tinh quyền không giảm thế đi, tiếp tục cuồng oanh về phía năm vị cường giả siêu cấp, hư không bị phong ấn, Mũ đại cường giả siêu cấp muốn tránh cũng không thể tránh, chỉ đánh phải liều mạng. Năm đạo cương mang thoáng hiện, mũ đại cường giả siêu cấp vận dụng tiên bảo phòng ngự, ngăn cản trước người đồng thời vận chuyển lực lượng tới mức cao nhất anh kích hai đại quyền cương mong chống đối lại công kích từ chiến thần diệt tinh quyền Dâm 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 dâm, bốn tiếng nổ vang vọng bốn người cổ thương khung khổng lân mạnh đỉnh nhan thức bị trần tới bật lui liên tiếp trong mắt hoảng hốt nhất là nhan thức trong miệng phun trào máu tươi đã bị thương nặng nếu như không có tiên bảo phòng ngự chặn lại đại bộ phận lực lượng công kích sợ là lúc này hắn đã bỏ mình về phần thánh chủ tàng gia thì bị hai đạo 108 quyền hợp nhất chiến thần diệt tinh quyền chiều cố. Đạo chiến thần diệt tinh quyền thứ nhất ta khiến tàng hiến gặp phải kết quả giống như nhan thức. Khi đạo chiến thần diệt tinh quyền thứ hai đánh tới, còn trong sát nào anh kích thành nát bấy. Hóa tan hư vô, thần hình câu diệt, tứ đại thanh chủ nho môn, một đại phân thân thánh hoàng. Mũ đại siêu cấp cường giả thánh đình vây công cổ thần dĩ nhiên bị cổ thần đẩy lùi trong nháy mắt đồng thời còn giết chết một vị thánh chủ nho môn nếu việc này truyền ra ngoài sợ rằng sẽ nhắc lên cơn sóng gió ngập trời khiến toàn bộ tu chân giới khiếp sợ cổ thần đồng thời anh kích 648 đạo chiến thần diệt tinh quyền hợp nhất cương khí tiên lực tổn hao quá nửa cương khí tiên lực tổn hao kịch liệt như vậy đối với cơ thể tạo thành thương tổn không thể xem thường trong thời gian ngắn khó có thể phục nguyên sáu quyền hợp nhất anh ra mũ đại cường giả siêu cấp thánh đỉnh bốn đẩy lui một chết cổ thần không hề dừng lại thân ảnh chợt lóe liền phóng lên cao một đạo quang mang huyễn bạch loang loáng nhấp nháy tại đầu ngón tay của cổ thần một đạo phá thiên tử quay sang hạ nguyên thiên cương trấn ma đại trận hình thành cương chảo tiên lực bao phủ toàn bộ ngọc tiêu thành điểm mạnh có càn khôn ngọc bích trong hạ nguyên thiên cương trấn ma đại trận lại có mấy khe hở xuất hiện vô cùng rõ ràng trong cảm ứng của cổ thần phá thiên chỉ công kích thẳng vào một khe hở trong đó âm uhm, một tiếng nổ vang khiến hạ nguyên thiên cương trấn ma đại trận bao phủ toàn bộ toàn ngọc tiêu thành huyền phù trong hư không xuất hiện một lỗ hổng phương viên châm trượng chính là bị phá thiên chỉ mạnh mẽ đánh ra Hạ nguyên thiên cương trấn ma đại trận lợi hại phi thường lỗ thủng phương viên trăm trượng kia lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy rõ ràng thu nhỏ lại cho dù là phá thiên chỉ cũng không thể vĩnh viễn phá hủy được trận pháp này đương nhiên phá thiên chỉ chuyên phá trận pháp thiên hạ không thể phá được hạ nguyên thiên cương trấn ma đại trận là vì đây là trận pháp thái cổ không hề tầm thường mà cổ thần mới chỉ tu luyện phá thiên chỉ tới cảnh giới đệ nhất trọng đại thành nếu như có thể tu luyện tới đệ tử trọng đệ ngũ trọng chỉ một ngón tay khế điểm ra toàn bộ hạ nguyên thiên cương trấn ma đại trận đều phải hủy diệt không còn bóng dáng tăm hơi trong ngày mắt thân ảnh cổ thần trợt lóe liền từ trong lỗ thủng tan vỡ trăm trượng kia chui ra thoát được hạ nguyên thiên cương trấn ma đại trận đã khiến tiên lực của hắn tiêu hao nghiêm trọng tan đại cường giả siêu cấp hư không hậu kỳ bất luận người nào đuổi theo cổ thần cũng khó có thể đối phó được vì vậy không hề dừng lại tốc độ như thiểm điện thuấn di năm nghìn dặm chạy trốn cực nhanh đợi khi bốn cường giả siêu cấp cổ thương khung khổng lân mạnh đỉnh nhanh tức truy đuổi ra bên ngoài hạ nguyên thiên cương trấn ma đại trận thân ảnh của cổ thần đã sớm xuất hiện cách vạn dặm, lấy ra vài cái liền biến mất không còn bóng dáng tâm hơi thánh hoàng am toán trước lại mời tứ đại thánh chủ nho môn bay ra thiên la địa võng cộng thêm hạ nguyên thiên cương trấn ma đại trận vây khốn nguyên tưởng rằng lần này đánh chết cổ thần chắn chắn trong lòng bàn tay nhưng không ai có thể ngờ được không chỉ không giết chết cổ thần thậm chí ba thánh ngọc của mới thành thục triệt để sau thời gian quá vạn năm cũng bị cổ thần hái mất không chỉ như vậy trong tứ đại thánh chủ nho môn thánh chủ tăng hiến càng vẫn lạc trong tay cổ thần Lúc này đây, thánh đình của thực vừa thiệt minh lại vừa mất tiên quả, triệt để đại bại. Cổ thần một hơi liên tục thuần di gần trăm vạn dặm, thẳng cho tới khi rời khỏi biên giới thánh đình đại kiền mới dùng lại. Hạ xuống một ngọn núi hoang địa thế hiểm trở, lại trực tiếp thổ độn vào trong lòng núi. Phóng như ý linh lung bảo tháp ra, tiến vào khu vực thời gian giả tốc gấp 10 lần tại tầng thứ tư bảo tháp. Cổ thần bị an toán đã thụ thương, sau đó lại nháy mắt thành kích ra 648 đạo chiến thần diệt tinh quyền hợp nhất. Tiên lực tổn hao càng khiến hắn thụ thương nghiêm trọng hơn. Một hơi thuấn di gần trăm bạn dặm rời khỏi đại kiên vẫn chưa hề dừng lại chữa thương dù chỉ một chút. Nếu không phải trong cơ thể hắn có mộc chi bản nguyên, sợ rằng lần này không chỉ thọ nguyên hao tổn, thậm chí thương thế có thể ác hóa trở thành ác tật không thể khôi phục. Trong tầng thứ tư bảo tháp, cổ thần tiêu tốn thời gian tròn một tháng, sử dụng mộc chi bản nguyên không ngừng bài trừ phát tức phá hủy ẩn chứa trong quyền cương của thánh hoàng, dần dần khôi phục hoàn toàn thương thế trên người. Tuy rằng lần này cổ thần thụ thương không tính quá mức nghiêm trọng, thế nhưng nếu không có mộc chi bản nguyên sợ rằng phải tiêu tốn thời gian ít nhất là vài năm mới khôi phục. Mông Tiên Am vẫn như trước tu luyện trong bảo tháp tầng thứ tư, kích hoạt huyệt khiếu. Sau khi cổ thần phục nguyên thương thế, liền rời khỏi tầng thứ tư bảo tháp, thu hồi như ý linh lông bảo tháp vào mi tâm, bay về phía tây. Hiện tại cổ thần đã biết được hạ là của phụ thân cổ thương khung, bị Thánh Hoàng Cơ Nghiêu sử dụng nhiếp đồn đạo thái cổ khống chế. Sắc khi đối với Thánh Hoàng Cơ Nghiêu trong lòng càng tăng lên mãnh liệt, nhiếp hồn khống thần bí pháp, muốn giải trừ được chỉ có một biện pháp duy nhất đó chính là hoàn toàn giết chết chân thân bản thân kẻ thi triển nhiếp hồn khống thần tiểu bạch là cao thủ nhiếp hồn khống thần cổ thần tự nhiên biết phải đối phó như thế nào chỉ là nếu muốn đánh chết thánh hoàng cơ nghiêu phải thu được thực lực càng cường đại hơn mới được lần này hành trình tới thánh đình tuy rằng cổ thần chiếm thượng phong thế nhưng đó là dưới tình huống chân thân của thánh hoàng cơ nghiêu không xuất hiện nếu là trí cường giả hư không hậu kỳ đỉnh phong phối hợp với hạ nguyên thiên cương trấn ma đại trận cổ thần có thể chạy trốn được hay không cũng không biết vì vậy cổ thần chỉ có thể tiếp tục đề cao tu vi, đề cao thực lực thêm một bước, như vậy mới có thể chém giết thánh hoàng, cứu phụ thân cổ thương khung. Tài liệu cần có để luyện chế hư không đan thực sự quá mức hiếm thấy và chân quý, căn bản không thể nào thu thập đầy đủ. Cổ thần suy nghĩ trước tiên tới đế đình đại linh, tìm kiếm mộ trùng của bạch đà đại đế, nhìn xem bạch đà đại đế có giống bốn vị đại đế còn lại hay không, để kim chi bản nguyên ở trong mộ trùng của mình. Nếu như lấy được kim chi bản nguyên, tứ đại bản nguyên hợp nhất, tu vi của cổ thần khẳng định có thể tăng lên rất nhiều. Thậm chí, cổ thần có một loại dự cảm, nếu như chiếm được kim chi bản nguyên, vậy tu thổ chi bản nguyên còn lại cũng không phải là việc khó khăn. Mộ hành đồng nguyên, nếu là tứ đại bản nguyên đều tới tay rồi, bằng vào lực lượng tứ đại bản nguyên hợp nhất, vẫn không thể thu được thổ chi bản nguyên thì quá mức kỳ quái rồi. Thời gian trôi qua, trước mắt 3 năm đã trôi đi, ba năm gần đây cổ thần vẫn luôn ở trong địa giới đế đình đại linh, đi lại khắp nơi, tìm kiếm hạ lạc mộ trùng của bạch nà đại đế. Thế nhưng mộ trùng đại đế muốn tìm nói dễ vậy sao? Tuy rằng trong cơ thể cổ thần có tam đại bản nguyên thủy, hỏa, mộc, nếu cách kim chi bản nguyên tương đối gần thì sẽ có cảm ứng. Thế nhưng khoảng cách cảm ứng lại không quá xa. Đế đình đại linh phương viên trăm vạn dặm, nếu tìm kiếm từng tấc từng tấc một, trăm năm cũng không nhất định có thể hoàn thành công việc. Tiêu tốn thời gian 3 năm cổ thần vẫn không tìm được hạ lạc mộ trùng của bạch đà đại đế. Bất đắc dĩ, cổ thần trở lại hư thiên tông thăm hỏi một chút, sau đó lại đi chiến thần điện. Mộ trùng đại đế xem ra cần phải có duyên phận, nếu duyên phận không tới tìm phá đầu cũng không nhất định tìm được duyên phận tới rồi nói không ngừng ngày mai ngẫu nhiên phát hiện ra so với việc tiêu tốn thời gian nhiều như vậy để truy tìm kim chi bản nguyên còn không bằng bế quan tu luyện luyện hỏa tam đại bản nguyên thủy hỏa mộc lấy tốc độ tu luyện của cổ thần tuy rằng đột phá hư không kỳ độ khó phi thường lớn thế nhưng một hai trăm năm là đủ rồi một hai trăm năm trong như ý linh lung bê rất hát thời gian tại thế giới hoang mới chỉ trôi qua mười hai mươi năm mà thôi về phần cổ thương khung tuy rằng cổ thần muốn sớm cứu ra một chút nhưng ngược lại không lo lắng cho an nguy của hắn thánh hoàng cơ nghiêu đã có quyết định không chế cổ thương khung khẳng định có tác dụng nào đó nếu như nói thánh hoàng cơ nghiêu không chế cổ thương khung là vì đối phó với cổ thần như vậy chỉ cần cổ thần không chế như vậy cổ thương khung ở trong tay thánh hoàng cơ nghiêu luôn luôn bảo trì an toàn thánh hoàng cơ nghiêu độ thiện đại sư còn chưa hoàn toàn phục nguyên thương thế thánh đình đối với cổ thần không có lực lượng tiêu diệt chỉ có thể tạm thời bỏ qua ngược lại trở nên bình tĩnh thỉnh thoảng có cường giả đậu hư cảnh nhau môn thánh ra tới vu cương tìm cổ thần báo thù nhưng sau khi bị cổ thần chém chết hai người tất cả cường giả thánh đình còn lại đều sợ hãi không dám tới một lần nữa thời gian như nước một năm lại một năm trôi qua tại khu vực thời gian gia tốc tầng thứ tư bảo tháp đã qua 50 năm hơn nữa 30 năm trước mông tiên âm đã bế quan tu luyện tại tầng thứ tư bảo tháp tròn 80 năm rốt cuộc mông tiên âm đã kích hoạt được một nghìn huyệt khiếu trong cơ thể thành công ngộ đạo bước vào độ hư cảnh từ nữ hư tử uyên tiểu bạch tự ngọc mông tiên âm cuối cùng sau 8 năm lần lượt bước vào độ hư cảnh vừa vào độ hư cảnh, thọ nguyên tăng nhiều, hai cảnh giới đằng vân kỳ và giá vụ kỳ đều tăng thêm 1296 năm thọ nguyên. Tuổi của tứ nữ cũng không lớn lắm, tiểu bạch so với cổ thần hắn là nhỏ hơn vài tuổi, mông tiên âm thì nhiều hơn cổ thần hai tuổi, hư tử uyên lớn hơn 4 tuổi, chỉ có tự ngọc là nhiều hơn cổ thần đại khái trên dưới 200 tuổi, nhưng hôm nay bất quá mới hơn 300 tuổi mà thôi. Cưng già đằng vân kỳ, thọ nguyên 2594 năm, hơn 300 tuổi, của thực giống như sinh kỳ, phi thường trẻ tuổi, lúc tứ nữ bước vào mệnh tuyên cảnh, phân biệt tiến vào trong như ý linh lung bảo tháp tầng thứ nhất kim hành chi tháp tầng thứ ba mộc hành chi tháp tầng thứ năm thủy hành chi tháp đều tự tìm kiểu pháp tắc ngũ hành tương ứng so với tu luyện bình thường thì tốc độ nhanh hơn phân nửa cổ thần tiếp tục ở trong khu vực gia tốc thời gian 10 lần tại tầng thứ tư như ý linh lung bảo tháp luyện hỏa tam đại bản nguyên thủy hỏa mộc lính ngộ tam đại pháp tắc thủy hỏa mộc sau đó căn cứ vào tam đại pháp tắc này thôi diễn ra tất cả pháp tắc nếu muốn giải cứu phụ thân cổ thương khung đánh chết thánh hoàng cơ nghiêu tu vi của cổ thần nhất định phải tăng thêm một bậc chỉ ít cũng phải bước vào hư không kỳ. Vì vậy mỗi một phút một giây hẳn cũng không thể lãng phí, muốn bảo trì tu luyện. Thời gian qua mau, ngày tháng thoi đưa, cổ thần bế quan trong nhiều ý linh lông bảo tháp tầng thứ tư, hầu như đã quên đi thời gian trôi qua. Chỉ biết là tam đại bản nguyên thủy, hỏa, mục luyện hóa được càng nhiều. Bản nguyên luyện hóa từ từ dung hợp thành một trình thể. Trong quá trình này, cổ thần liên tục lĩnh ngộ tam đại phát tắc thủy, hỏa, mộc. Trình độ lĩnh ngộ càng lúc càng khắc sâu đối với tan đại pháp tắc thậm chí siêu cấp cường giả hư không kỳ cũng thua kém rất xa theo trình độ lính ngộ tan đại pháp tắc càng lúc càng khắc sâu cổ thần thôi diễn ra tất cả pháp tắc cũng càng thêm sâu sắc cổ thần đối với lính ngộ pháp tắc ngày một tăng lên rõ rệt tu vi cũng theo đó tăng lên thực lực tăng trưởng chóng mặt bất quá giá vụ hậu kỳ bước vào hư không kỳ độ khó thực sự quá lớn so với đằng vân bước vào giá vụ khó khăn hơn không chỉ 10 lần từ đằng vân bước vào giá vụ kỳ thọ nguyên chỉ tăng trưởng một năm mà từ giá vụ kỳ bước vào hư không kỳ, Thọ Nguyên Tăng trưởng 2596 năm, từ tăng trưởng Thọ Nguyên cũng có thể biết được, giá vụ kỳ bước vào hư không kỳ, nhất định vô cùng khó khăn. Thời gian một năm lại một năm trôi qua, 10 năm, 20 năm, 30 năm, rất nhanh 70 năm trôi đi, cộng thêm 5 năm, năm trước đó, cổ thần tu luyện bên trong như ý linh lông bảo thác cho 120 năm. Trải qua 120 năm bế quan tu luyện, luyện hóa bản nguyên, cổ thần đối với tam đại pháp tắc thủy hỏa mộc đã lĩnh ngộ tới trình độ khắc sâu cực điểm có thể nói trí cường giả hư không hậu kỳ đình lĩnh ngộ đối với tam đại pháp tắc thủy hỏa mộc so với cổ thần đều có chỗ không bằng tuy theo thôi diễn mà lính ngộ pháp tắc cũng càng lúc càng khắc sâu rốt cuộc cổ thần cũng chạm tới bình cảnh giá vụ hậu kỳ đình nói vậy tiếp qua hơn 10 năm hẳn là có thể đột phá được tầng bình cảnh này sau đó bước vào hư không kỳ trong thời gian 120 năm cổ thần đối với chiến thần diệt tinh quyền và phá thiên chỉ cũng luôn bảo trì thời gian tu luyện nhất định cho mỗi một ngày đến nay chiến thần diệt tinh quyền đã được cổ thần dung hợp với trình độ 179 quyền hợp nhất. Về phân phá thiên chỉ, độ khó tu luyện thực sự quá cao, 120 năm cũng không đạt được tiến bộ quá lớn. Cách đệ nhị trọng tựa hồ còn có khoảng cách nhất định, thế nhưng uy lực mạnh mẽ, so với lúc trước tăng lên không chỉ gấp hai lần. Sợ rằng trí cường giả hư không hậu kỳ đỉnh phong cũng không nhất định ngăn cản được uy lực một chỉ phá thiên chỉ này. Ngày hôm nay, cổ thần đang tu luyện, trong đầu đột nhiên vang lên thanh âm của hư tử uyên. Sư đệ, Mô Tinh Đại Ca tới. Mô Tinh Đại Ca, tinh thần cổ thần rung lên, trong nháy mắt rời khỏi Như Ý Linh Lung Bảo Tháp nói, thương thế của Ngô Tinh Đại Ca rốt cuộc khỏi hẳn rồi sao? Hư Tử Uyên, Tiểu Bạch, Mông Tiên Âm, Tự Ngọc đều ở bên ngoài Bảo Tháp. Hư Tử Uyên nói, Mô Tinh Đại Ca vừa mới phát ra phi kiếm truyền âm, nói muốn tới Chiến Thần Điện tìm ngươi. Lúc này đang ở trên đường đến, đã rời khỏi Kim Long Nhai, hẳn là đã khỏi hẳn rồi. Lấy tốc độ của Ngô Tinh Đại Ca, chắc hẳn không bao lâu sẽ đến nơi. Cổ thần vui vẻ nói, vây khẳng định là khỏi hẳn rồi, chúng ta ra ngoài nghênh tiếp cổ thân và từ nữ vừa lập tức đi ra sân rộng bên ngoài chiến thần điện đợi ngô tinh tới lấy tốc độ của ngô tinh so với phi kiếm truyền âm không chậm hơn bao nhiêu quả nhiên không ngoài dữ liệu mới được được thời gian nửa khắc liền có một đạo độn quang từ phía đông bay tới cực nhanh chớp mắt đã vượt qua hơn nghìn dặm chỉ gần 10 lần hô hấp ngô tinh vừa mới xuất hiện trong tầm nhìn của mọi người rất nhanh đã bay tới trước mặt hơn nghìn trượng thân ảnh chợt lóe liên hạ xuống sân rộng chiến thần điện cổ thần lão đệ ngô tinh còn chưa chạm chân dưới đất đã la lớn nhiều năm không gặp lão đệ khỏe mạnh tiếng nói vừa dứt Ngô Tinh Đa giống như quỷ mị xuất hiện ngay trước mặt cổ thần và tứ nữ. Lần trước gặp nhau, hay là tại hắc đế mộ trùng rời đi chia tay nhau, đến nay đã qua 38 năm. Thời điểm cùng với cường giả yêu tộc tiêu diệt quỷ hồn âm dưới chiếm thiên đình, cổ thần cùng với cường giả yêu tộc đã chạy tới Kim Long Nhai. Thế nhưng khi đó thương thế của Ngô Tinh chưa hồi phục, đang bế quan, không hề gặp mặt. Nghe được thanh âm của Ngô Tinh liền biết được thương thế của hắn đã khỏi hoàn toàn. Cổ thần vui vẻ nói, sau khi chia tay với đại ca, tiểu đệ rất khá, chém tàng khôn huyền, diệt kim bằng vương giết xích mị quỷ tướng giết khổ thiện lạo tăng căng sông vào thánh đình một lần trộm con mẹ nó ba trải thánh ngọc quả còn chém chết một vị siêu cấp cường giá hư không trung kỳ nghe nói là thánh chủ nho môn thánh gia nào đó mấy năm nay của thực rất vui sướng chuyện mấy năm gần đây của cổ thần mô tinh tự nhiên đều nghe thấy nhưng xông vào thánh đình chém chết một vị thánh chủ nho môn việc này chưa từng truyền ra bên ngoài cổ thần cũng không cố ý tuyên dương mô tinh hoàn toàn không biết lúc này không khỏi hung hăng chấn động mô tinh cả kinh nói cổ thần lão đệ xem ra thánh đình phần môn sớm muộn gì cũng có một ngày bị lão đệ chơi cho sụp đổ ha 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 cổ thần cười to nói mô tinh đại ca đường xa mà đến mời vào trong nói chuyện mời rất nhanh ngô tinh và mấy người cổ thần tiến vào trong phòng khách chiến thần điện chia nhau ngồi xuống mô tinh nói cổ thần lão đệ muốn kiều thê của lão đệ thực sự là một người đẹp hơn một người nhớ lại năm đó ta và lão đệ gặp nhau lão đệ mới chỉ là một tu sĩ thân hải cảnh nho nhỏ khi đó lão đệ một lòng tìm cách giải trừ huyền âm tuyệt mạch cho tử uyên mà liều mạng Mê Thiên Hồ vừa mới chuyển hóa thành hình người, vậy mà nháy mắt đã hơn trăm năm trôi qua rồi. Nguyện vọng trong lòng lão đệ năm đó đã thực hiện được toàn bộ, không chỉ chu được huyền âm tuyệt mạch của Tử Uyên, Mê Thiên Hồ thất tán gặp lại, còn chiếm được hai đại mỹ nhân tiên âm và tự ngọc như hoa như ngọc. Qua đầu nhìn lại hơn một trăm năm qua, thực đúng là thời buổi rối loạn. Hơn trăm năm trước ngay cả ta cũng không ngờ tới người sẽ trong thời gian ngắn như vậy đạt được thành tựu kinh người hiện tại ánh mắt cổ thần hơi thất thần tựa hồ như không nhìn vào bất cứ chỗ nào theo như lời ngô tinh nói tất cả mọi chuyện hơn 100 năm vừa qua lần lượt ôn lại một lần một lúc sau mới nói đáng tiếc thanh nhạc thủy bị hủy hoại chỉ trong chốc lát ta không thể bảo vệ được ngược lại còn bị cơ nghiêu giá họa liều mạng người sống ta chết với tảng gia đại danh thẳng cho tới lần trước xong vào thánh đình mới biết được nguyên lai hung thủ chính là cơ nghiêu đến tay cha ta đã bị cơ nghiêu dùng nhiếp hồn đạo thái cổ khống chế kiếp này không chết cơ nghiêu trong lòng ta thực sự khó có thể vui sướng Tiểu Bạch nghe xong Ngô Tinh nói, hơi giật mình, đợi khi cổ thần nói xong, nàng mới hỏi Ngô Tinh. Ngươi nhận thức ta, nhân sinh một đời, hả có thể mọi chuyện đều như ý nguyện. Đối với tu đạo chi sĩ chúng ta, Thương Hải Tăng Điền chỉ là chuyển biến trong trước mắt. Lấy tư chất của lão đệ, sau này thành tựu chư tử đại tiên còn nắm chắc, đủ sống qua vạn năm có thừa. Mà người nhà của lão đệ hà có thể được như vậy, chung quy có một ngày bọn họ phải rời đi. Ta cũng có mẫu sinh phụ dưỡng, có huynh đệ tỉ muội cho tới bây giờ sơn đã thành khói nhẹ trong dòng sinh mệnh dài lâu của ta, vì vậy không cần vì vậy mà chấp nhất phụ thân của lão đệ trải qua đại nạn không chết. nói rõ lão đệ và hắn còn có một đoạn duyên phận chưa dứt, tắt có một ngày gặp lại, không cần nóng ruột. đầu tiên ngô tính đáp lại lời của cổ thần, sau đó ánh mắt rơi vào người tiểu bạch nói: ta đương nhiên nhận thức người, mê thiên hồ, ngươi ăn phải vong trần đan, quên đi mọi chuyện. ta cùng với cổ thần lần đầu tiên gặp mặt, ngươi vừa mới hóa thành hình người, giờ ngươi đã trưởng thành rồi, đáng tiếc ta đối với thuật điện đan không am hiểu bằng không vạn năm trước ta từng gặp qua ức tâm đan nếu hiểu thuật đan dược nói không chừng sẽ nhớ kỹ đan phương ức tâm đan tiểu bạch gật đầu trong mắt hiện lên biểu tình thì ra là vậy không tiếp tục nói thêm cổ thần nói mô tinh đại ca chúng ta cách nhau nghìn vạn dặm hiện tại đại ca tới tìm ta hẳn có có chuyện gì đúng không mô tinh gật đầu nói không sai tất cả đã chuẩn bị thỏa đáng cũng đã hiểu rõ nguyên nhân long hoàng rơi vào tây hải chuẩn bị khởi hành tới tây hải giải cứu long hoàng cổ thần lão đệ lúc ta ở trong tây hải long hoàng đã từng truyền âm cho ta hắn nói rơi vào trong một đại trận hỏa diễm chiến thần lệnh của cổ vu tộc có thể trợ giúp hắn thoát trận ta vẫn không biết chiến thần lệnh ở đâu nguyên lai like nó vẫn luôn nằm trong tay lão đệ hôm nay ta tới đây dự định mời cổ thần lão đệ trợ giúp ta một tay tiến vào tây hảo giải thoát long hoàng chỉ là tây hải được gọi tiên nhân trì mộ theo như truyền thuyết ngay cả chư tử đại tiên tiến vào cũng nguy hiểm đến cực điểm không biết cổ thần lão đệ có nguyện ý trợ giúp ta cổ thần lập tức đáp nghĩa bắt sung từ chưa từ thượng cổ, tiên độ phàm gian, địa phương rời đi chính là Tây Hải thần bí. Phong bảo thâm niên tại điểm cuối Đông Hải cổ thần đã từng đi qua, cấm địa Bắc Hoang tại Bắc Hải, cổ thần cũng đã từng xông qua biển lửa Nam Hoang. Trước kia thời điểm tìm kiếm siêu cấp đại dương mạch cũng hầu như chạy tới điểm cuối Nam Hải, chỉ còn nơi được coi như thần bí nhất, gọi là tiên nhân mộ địa tai Tây Hải là chưa từng đi qua. Nếu Tây Hải kia được gọi là tiên nhân chi mộ, khẳng định có tu sĩ thượng cổ vẫn lạc trong đó. Cổ thần nghĩ thầm, nếu như có thể tìm được di hài của tu sĩ thượng cổ, vừa vặn là vị đan dược sư nào đó có thể từ trong càn khôn trà của hắn lấy được một ít tiền đan thượng cổ muốn tìm kiếm mức tâm đan sợ rằng chỉ có thể tìm các di hài tu sĩ thượng cổ mới có hy vọng nghe cổ thần trả lời trực tiếp thẳng thắn như vậy mô tinh nói cổ thần lão đệ của nhiên không để ta thất vọng có cổ thần lão đệ tương trợ hành trình tới tay hải cứu giúp long hoàng lần này xác suất thành công tăng nhiều nói xong mô tinh lại tiếp hơn trăm năm vừa qua ta đi khắp ngũ hoang tứ hải cũng gặp rất nhiều thi hải cường giả thượng cổ ta từng ở lại một số di chỉ, tìm đọc rất nhiều tư liệu thượng cổ hầu như không lưu truyền bên ngoài. Rốt cuộc ta cũng tìm được chút vết tích cuối thời đại thượng cổ. Trước thời đại tiên cùng với rất nhiều cường giả biến mất, vì vậy khiến thời đại xảy ra một đoạn đứt gai. Đều là vì bọn họ tiên độ phàm gian, rơi khỏi tiên giới cổ hoang rồi. Chỉ là hiển nhiên có người muốn thanh trừ hoàn toàn tin tức về tiên độ phàm gian, hầu như đã hủy diệt tất cả ghi chép, thân phận của người nọ tất nhiên vô cùng siêu nhiên. Theo như ta thấy, không phải là thánh hoàng nhân tộc vạn năm trước thì cũng là chiến thần cổ vu tộc hoặc là yêu đế yêu tộc, không nằm ngoài ba người này. Cổ thần giật mình, tin tức về tiên độ phàm gian hầu như hoàn toàn bị hủy diệt. Dĩ nhiên bị Ngô Tinh tìm ra vết tích, đồng thời còn suy đoán khẳng định như vậy. Bất quá, trong lòng cổ thần cũng đã sớm có suy đoán, rất có thể chính là một trong ba người thánh hoàng, chiến thần yêu đế. Bất quá theo như cổ thần thấy, chỉ sợ phải là ba người liên thủ với nhau mới có thể hủy diệt được toàn bộ ghi chép về tiên độ phàm gian trong tam tộc. Một lần tiên độ phàm gian kia chung một mục đích truy cầu trường sinh, hẳn là tam tộc nhân vu yêu sản sinh hợp tác ngắn hạn với nhau nếu như ngô tinh đã biết về chuyện tiên độ phàm gian cổ thần cũng đỡ phải giải thích nhiều nói ngô tinh đại ca nếu chưa từ thượng cổ các cường giả siêu cấp đều tiên độ thế ra vậy hẳn là đã tiến vào vũ trụ phàm gian rồi mới đúng vì sao long hoàng vẫn còn bị vây khốn trong tay hải ngô tinh suy nghĩ một chút nói việc này ta cũng không rõ ràng lắm bất quá theo như ta nghĩ Tây hải kia thần bí không gì sánh được báo cát ngập trời chính là một trong tứ cực cấm địa đồng thời còn được gọi tên tiên nhân mộ địa xét về cấp độ nguy hiểm chỉ sợ là đệ nhất trong tứ cực cấm địa khẳng định còn có rất nhiều nguy hiểm không biết coi như là cường giả chư tử thượng cổ đều không thể bình yên vượt qua như vậy lần đó chư tử đại tiên chỉ cường giả thời đại thượng cổ hầu như di chuyển toàn bộ nhân số khẳng định không ít không có khả năng hội tụ cùng một chỗ hẳn là chia làm mấy bộ phận khác nhau xem ra bộ phận chỗ long hoàng xuất hiện nguy hiểm bị nhốt tại chỗ sâu trong tây hải bằng không mà nói chính là long hoàng từ rời khỏi đội ngũ lâm vào hiểm địa mặc kệ nguyên nhân như thế nào đi nữa long hoàng đối với ta có ân tình như núi không có long hoàng sẽ không có ngô tinh ta nếu long hoàng gặp nạn vô luận như thế nào ta cũng muốn cứu hắn ra ngoài cổ thần gật đầu nói tây hải thần bí không gì sánh được đại ca cũng từng bị nhốt bên trong hai năm hiện tại đại ca nói đã làm tốt chuẩn bị lẽ nào có biện pháp tự do ra vào trong tây hải hay sao ngô tinh nói tự do ra vào chưa nói tới thế nhưng ta tìm được một ít tư liệu long hoàng lưu lại vạn năm trước có thể là long hoàng tầm huyết sân trào cảm giác hành trình tiên độ phàm gian của hắn có thể gặp nguy hiểm vì vậy đã để lại một ít tin tức đó là một con đường tiến vào trong tây hải có thể chính là lộ tuyến long hoàng tiên độ phàm gian trước kia có thể là vạn năm trước có ước định gì đó không thể lưu lại toàn bộ tin tức về tiên độ phàm gian vì vậy những tin tức này cực kỳ bí mật cũng là mấy ngày gần đây ta mới phát hiện ra cổ thần vui vẻ nói dĩ nhiên là con đường có thể tiến vào tây hải vậy chuyện này thực sự vạn sự đại cát rồi ta còn tưởng phải làm người mù sờ voi sống loạn trong tây hải có lộ tuyến kia theo dấu chân tiền nhân đi tới xem ra cũng không nguy hiểm như trong tưởng tượng mô tinh đại ca lúc nào xuất phát mô tinh nói tháng ba đầu hạ đây là ngày đại ca thể xuất hành hành trình tay hải lần này cho dù có lộ tuyến long hoàng lưu lại cũng không thể sơ ý một khi phân biệt sai khả năng toàn quân bị diệt phải chọn một ngày may mắn để xuất hành mới được tu đạo gia tự biết trong thiên đại có khí vận khí vận không tốt làm gì cũng thất bại khí vận tốt thận buồm xuôi gió bất quá dò xét khí vận quan hệ tới thuật bói toán không hề có liên quan gì tới tiên lực pháp lực Tôi si đối với lĩnh vực này không hề tìm hiểu sâu, ngược lại tường sĩ phàm nhân nghiên cứu vấn đề này dễ dàng khắc sâu hơn. Ngày hùng cát, có lợi hay không có lợi, điều này không phải là thuật bói toán cao thâm gì. Cương giả bước vào độ hư cảnh cũng có thể dùng lực lượng phát tắc để mơ hồ cảm ứng được. Đây là tình huống tâm huyết sân trào. Cổ thần nói, cách tháng 3 đầu hạ còn 10 ngày nữa, mô tinh đại ca, ta ở ngay trong chiến thần điện. Thời gian vừa tới lập tức đi Tây Hải, mô tinh đứng dậy nói, tốt, vậy ta trước tiên cáo tử, Tây Hải nguy hiểm tới cục điểm cho dù có lộ tuyến cũng khó đảm bảo an toàn toàn bộ vì vậy hành trình tây hải lần này chỉ có siêu cấp cường giả hư không kỳ trở lên mới đi vào vì vậy chuyến đi tây hải lần này ta nghĩ bốn vị đệ muội không nên đi nếu xuất hiện sai lầm gì đó ta thực khó yên lòng cổ thần nói các nàng có đi hay không chúng ta sẽ thương lượng với nhau cẩn thận đại ca thông thả đợi khi ngô tinh rời đi cổ thần và tứ nữ hư tử uyên tiểu bạch mông tiên âm tự ngọc bàn bạc với nhau kết quả tứ nữ nhất trí muốn theo cổ thần tiến vào tây hải nói là ở trong như ý linh lung bảo tháp tu luyện nếu cổ thần bị nhốt vậy năm người bọn họ bị vây khốn cùng một chỗ vĩnh viễn không chia xa cổ thần không khuyên được từ nữ đành phải đáp ứng khi cổ thần và ngô tinh thương nghị tiến vào tay hải cứu giúp long hoàng trong ngọc tiêu cung thiên đình cũng có một thương nghị giống như vậy chỉ bất quá nhân số thương nghị so với cổ thần và ngô tinh nhiều hơn không ít bao gồm cả thánh hoàng cơ nghiêu độ thiện đại sư phân thân thánh hoàng cổ thương khung khổng lân thánh chủ mạnh đỉnh thánh chủ nhan thức thánh chủ cùng với 13 vị siêu cấp cường giả hư không kỳ đây là toàn bộ lực lượng đỉnh cao nhất của thánh đình phật môn nhân tộc ngoại trừ cổ thân nhận thức được năm người ra còn có hai vị cường giả phật môn hư không kỳ ba vị cường giả hư không kỳ nho môn thánh gia hai vị cường giả hư không kỳ thánh đình cơ gia 13 vị cường giả hư không kỳ tu vi của thánh hoàng cơ nghiêu và độ thiên đại sư cao nhất đều là hư không hậu kỳ đỉnh cao thứ nhì đó chính là siêu cấp cường giả hư không hậu kỳ khổng lân thánh chủ mạnh đỉnh thánh chủ đệ nhị cường giả cơ gia cơ chiếu cùng với thân ngoại hóa thân cổ thương khung của thánh hoàng Ngoại trừ sáu vị này ra, còn có ba vị hư không trung kỳ, bốn vị hư không sơ kỳ. Trong điện tổng cộng có 14 người, ngoại trừ 13 vị cường giả siêu cấp hư không kỳ ra. Còn có một phàm nhân, người này đứng ngay bên cạnh Thánh Hoàng Cơ Nghiêu. Chính là thiên toán tử, Thánh Hoàng Cơ Nghiêu nói, trải qua nhiều năm chuẩn bị, rốt cuộc cũng hoàn thành điều kiện mở ra thông đạo tiên phàm vạn năm trước kiền vu thánh hoàng cương giả huyền tiên tiên giới cổ hoang tiên độ thế gia từ đó về sau phong ấn thông đạo tiên phàm trói buộc số mệnh tiên giới thế nên hơn vạn năm tiên giới cổ hoang cũng không từng xuất hiện qua cứng giả cái thế hợp đạo kỳ ngay cả cường giả cái thế hợp đạo kỳ cũng không sinh ra được cổ hoang làm sao có thể xưng là tiên giới không chỉ có như vậy càng chặn đứng con đường trường sinh của tu sĩ hậu bồi chúng ta thực sự không đúng với thiên đạo vì vậy thánh hoàng cơ nghiêu ta lần này muốn thuận theo thiên đạo triệt để đánh vỡ phong ấn của kiền vu thánh hoàng bày ra giúp chúng ta đều có khả năng tiên độ phàm gian cùng bước vào trường sinh đại đạo thánh hoàng cơ nghiêu nói năng hung hồn tới cực điểm thân tính xúc động tuy rằng thân là hậu nhân của cơ gia thế nhưng tựa hồ đối với hành động của kiền vũ thánh hoàng vạn Nắm trước cực kỳ bất mãn điều này cũng khó trách cơ nghiêu bởi vì số mệnh của tiên giới cổ hoang bị trói buộc từ thời thượng cổ tới nay không thể tiếp tục sinh ra cường giả cái thế hợp đạo kỳ lịch đại thánh hoàng đều đừng chân tại tu vi hư không hậu kỳ đỉnh phong chỉ cần số mạnh mở ra tất cả đều có hy vọng bước vào hợp đạo kỳ hư không bước vào hợp đạo thọ nguyên trực tiếp tăng lên hai lần đủ đạt tới một vạn hai nghìn tuổi cho tốt thu được so với giá vụ kỳ bước vào hư không kỳ mạnh hơn rất nhiều tu sĩ hậu bối làm sao không hận nhất là phong ấn thông đạo tiên phàm chặt rất con đường trường sinh của tu sĩ hậu bối tiên giới cổ hoàng chả khác với nắm chặt cái cổ của tu sĩ hậu bối mạnh mẽ bóp chết cho dù thánh hoàng cơ nghiêu có là hậu nhân cơ gia hậu đại của kiền vũ thánh hoàng cũng hận tới mức nghiền răng ken két các cường giả độ hư cảnh bên cạnh chung lợi ích với thánh hoàng cơ nghiêu đối với hành động của kiền vũ thánh hoàng vạn năm trước đều rất bất mãn vì vậy thánh hoàng cơ nghiêu vừa nói chúng cường giả nhất thời phụ họa cùng kêu lớn thánh hoàng trường sinh thánh hoàng trường sinh thế lực thánh đình vô cùng khổng lồ nhân số cơ gia đông đảo hành động của kiền vũ thánh hoàng vạn năm trước nghiêm trọng tổn hại tới lợi ích của hậu đại cơ gia vì vậy tất cả mọi tin tức liên quan tới tiên độ phàm gian thời kỳ thượng cổ kiền vũ thánh hoàng tuy đã vận dụng tất cả lực lượng tiến hành hủy diệt nhưng trong các thành viên cơ gia vẫn có người lưu lại truyền xuống điều này là bí mật nội bộ cơ gia vạn năm trôi đi lịch đại thánh hoàng đều nỗ lực muốn bài trừ phong ấn của kiền vũ thánh hoàng ý đồ một lần nữa mở ra thông đạo tiên phàm tiên độ phàm gian bước vào trường sinh chỉ là phong ấn do kiền vu thánh hoàng lưu lại thực sự quá mức bá đạo kết hợp lực lượng của ba vị cương giả cái thế kiền vu thánh hoàng và chiến thần cổ vu tộc yêu đế yêu tộc lịch đại thánh hoàng từ trước tới nay chưa thể thành công bài trừ chỉ tới thánh hoàng cơ nghiêu một lần kia cùng với độ thiền đại sư truy đuổi ngô tinh lao liệt vào chỗ sâu trong tây hải kết quả phát hiện phong ấn do kiền vu thánh hoàng dĩ nhiên xuất hiện vết sách mở ra thông đạo tiên phản một lần nữa cuối cùng cũng có hy vọng Bài trừ phong ấn của Kiền vu Thánh Hoàng cần phải có nhiều tiên bảo thượng cổ. Vì vậy Thánh Hoàng cơ nghiêu tự mình bắt đầu tìm kiếm di trì thượng cổ. Trải qua hơn trăm năm rốt cuộc cũng tìm đủ tiên bảo thượng cổ, hiện tại thương thế đã khỏi hẳn. Tự nhiên muốn bắt đầu tiến hành bài trừ phong ấn của Kiền vu Thánh Hoàng. Mở ra thông đạo tiên phàm, bước vào trường sinh. Về phân cổ thần, đã khó có thể giết chết. Đánh chết cổ thần so với trường sinh đại đạo tự nhiên là trường sinh đại đạo quan trọng hơn trăm lần vì vậy thánh hoàng cơ nghiêu và đội thiện đại sư vừa khôi phục thương thế liền lập tức chỉnh đố lực lượng thánh đinh và phật môn toàn bộ tụ tập lại chuẩn bị bắt đầu kế hoạch mở ra thông đạo tiên phà một lần nữa thánh hoàng cơ nghiêu phất phất tay mọi người dừng thanh âm thánh hoàng cơ nghiêu nói lần này bài trừ phong ấn của kiền vũ thánh hoàng chỉ cho phép thành công không được thất bại bằng không rơi vào vây khốn tây hải nơi này được gọi là tiên nhân mộ địa sợ rằng đời này kiếp này khó có thể thoát khốn thiên toán tử ngươi tính toán ngày lành lên đường vâng thánh hoàng thiên toán tự hơi không người về phía thánh hoàng cơ nghiêu sau đó nhắm mắt đưa tay tính toán lập tức hai trong mắt mở ra nói thánh hoàng bệ hạ tháng ba đầu hạ chính là ngày đại cát để lên đường ngày tháng thoi đưa thời gian đã trôi qua 10 ngày vô luận là thánh hoàng hay ngô tinh cả hai phe đều tiến hành bước chuẩn bị cuối cùng tiến vào tây hải đầu tháng 3 rốt cuộc tới sáng sớm ngày hôm đó ngô tinh chạy tới chiến thần điện đi theo bên cạnh còn có ba người tộc trường kim long tộc long thương cường giả yêu tộc Ngọc kình vương còn có một người cũng là cường giả long tộc có tu vi hư không trung kỳ cộng thêm cổ thần nhóm người bọn họ tiến vào trong tiên nhân mộ địa tổng cộng có 5 người về phần từ nữ hư tử uyên tiểu bạch mông tiên âm tự ngọc tuy rằng cũng theo cổ thần nhưng chỉ ở trong như ý linh lung bảo tháp sống ẩn tạm trong mi tâm của cổ thần không coi là thành viên trong hành trình tây hải lần này chuẩn bị nhiều chỉ vì một ngày này trợ giúp long hoàng thoát khốn hôm nay mô tinh cao hứng bừng bừng tâm tình rất tốt hai vị cường giả long tộc khác long thương và long giả cũng tinh thần phân chấn tràn ngập ích tình Cổ thần và Ngọc Kình Vương không có quan hệ gì với Long Hoàng, nhưng bởi vì trợ giúp Ngô Tinh nên mới cùng theo. Ngọc Kình Vương là đạo lữ của Ngô Tinh, còn cổ thần là bằng hữu của Ngô Tinh. Đám người Ngô Tinh vừa tới chiến thần điện, cổ thần không hề dừng lại, rất nhanh liền theo bốn người nhất tề phi độn theo phía tây. Cùng lúc đó, Thánh Đô Thánh Đình, Ngọc Tiêu Thành, mười đạo đoạn quang từ trong Ngọc Tiêu Thành huyền phủ giữa không trung bay ra ngoài. Thuấn Di nhìn dặm, phi độn cực nhanh về phía tây chính là chín vị cường giả siêu cấp hư không kỳ của thánh đình cùng với thân ngoại hóa thân cổ thương khung của thánh hoàng tất cả dưới sự dẫn đầu của thánh hoàng cơ nghiêu tiến vào tây hải giải trừ phong ẩn do kiền vu thánh hoàng lưu lại một lần nữa mở ra thông đạo tiên phàm không quá lâu sau mười đạo độn quang bay tới bên ngoài thánh địa phật môn thiên thiền tự tại đại linh từ trong thiên thiền tự bay ra ba đạo độn quang chính là độ thiện đại sư cùng với hai vị cường giả siêu cấp phật môn hư không kỳ ba vị cường giả siêu cấp gia nhập vào đội ngũ cường giả thánh đỉnh tiếp tục phi độn theo phía tây rất nhanh mọi người đã bay ra khỏi cảnh nội đế đình đại linh tiến vào trong sa mạc tây hoang sa mạc tây hoang liên miên nghìn vạn dặm rộng lớn mênh mông liếc mắt nhìn quanh đều là cát vàng cồn cát không thấy đâu cùng gió mạnh thổi qua kéo theo vô số cát bụi mù mịt giữa không trung cơn lốc xoay tròn lướt qua kéo theo cát bụi dưới mặt đất thẳng tắp cuốn vào không trung hình thành mây đạo cột cát cao tới mấy nghìn trượng liên tục xoay tròn không ngừng nghỉ cũng giống như phong bạo tại phong bạo thâm nguyên trên bầu trời sa mạc tây hoang phong bạo có thể tùy ý nhìn thấy được chỉ là hơn một ít cát bụi nên gọi là sa trần bạo bất quá cơn lốc cát bụi tại tây hoang này so sánh với phong bạo tại hải vực phong bạo thâm niên nhỏ hơn rất nhiều khó có thể nhìn thấy sa trần bạo cỡ lớn phương viên nhìn trượng trở lên đối với cường giả siêu cấp hư không kỳ mà nói không tạo thành bất cứ uy hiếp nào khoảng cách nghìn vạn dặm đối với cường giả hư không kỳ có thể thuần di một lần nghìn dặm mà nói bất quá chỉ là đoạn đường một canh giờ mà thôi rất nhanh thánh hoàng cơ nghiêu độ thiện đại sư cùng với các cường giả siêu cấp thánh đinh và phật môn đã phi độn tới đầu cùng của sa mạc tây hoang phía trước là cát bụi cuồn cuộn không ngừng nghỉ tràn ngập không không gian khoảng cách tầm nghìn không vượt quá trăm trượng thế nhưng thần thức có thể phát tán dò xét được trên bầu trời tràn ngập vô số cát bụi đều là những đoàn xa trần bão rộng lớn không gì sánh được hình thành phía trước chính là tây hải tiên nhân mộ địa trong truyền thuyết Sa trần bạo trong Tây Hải so với sa mạc Tây Hoang to lớn hơn nhiều, so với phong bạo tại phong bạo thâm nguyên không chút thua kém. Mỗi một đoàn sa trần bạo đều có mấy nghìn trượng, thậm chí là trên vạn trượng, sa trần bạo kích cơ mấy vạn trượng. Cho dù là cường giả siêu cấp hư không kỳ cũng phải tránh né từ xa. Những đoàn sa trần bạo thật lớn này so với sa mạc Tây Hoang có rất nhiều, cách mấy trăm dặm, nghìn dặm là có thể gặp được một đoàn, mật độ phi thường dày đặc. Chính bởi vì những sa trần bạo này mới khiến cho cát bụi bị thổ lên trời cao vĩnh viễn không rơi xuống một mực theo cơn lốc xoay tròn, cuối cùng tạo thành biển cát rộng lớn. Trong tay hải, vô biên vô hạn đều là cát bụi, trên bầu trời, dưới mặt đất. Sa trần bạo kịch liệt kia cho dù là thần thức của tu sĩ cũng có thể xé nát thành hư vô, coi như cường giả siêu cấp hư không kỳ tiến vào trong tay hải, phạm vi thần thức dò xét cũng bị giảm xuống trên diện rộng. Nguyên bản cường giả siêu cấp hư không kỳ, phạm vi thần thức đủ vượt qua vạn dặm, thế nhưng trong tay hải tối đa chỉ kéo dài trong phạm vi 1000 dặm, vượt qua khoảng cách này, lực lượng thần thức yếu bớt, dưới sự xoay tròn của sa trần bạo liên tục cần xé sẽ bị nát bấy hóa hư vô cương giả siêu cấp thánh đình phật môn đứng ở bên ngoài tay hải tràn ngập cát bụi không bờ bến mi tâm thánh hoàng cơ nghiêu trợt lóe tiên bảo vô thượng hoàng thiên tì bay ra ngoài bay tay lên một quang cháo trong suốt xuất hiện khiến tất cả cát bụi đều bị chắn bên bên ngoài quang cháo sau một khắc thiên toán tử từ bên trong hoàng thiên tì bước ra xuất hiện trong quang cháo tháng hoàng cơ nghiêu nói thiên toán tử tính toán cho ta lúc này cổ thần ở nơi nào đối với cổ thần thánh hoàng cơ nghiêu luôn luôn có dự cảm không tốt tu sĩ bước vào hư không kỳ giác quan thứ sáu sẽ tăng lên rất mạnh trong tương lai có biến hóa thì thỉnh thoảng sẽ sản sinh cảm giác tâm huyết dâng trào hiện tại thánh hoàng cơ nghiêu lại có cảm giác tâm huyết dâng trào trung quy cảm giác cổ thần giống như bóng ma theo hắn tránh đi cũng không được quả thực giống như để lại dấu vết không thể xóa ngoài trong tâm linh hắn thiên toán tử bấm đốt tay tính toán đột nhiên trên mặt biến đổi buông bấm đốt ngón tay nói thánh hoàng bệ hạ lúc này cổ thần cũng tiến vào trong sa mạc tây Hoàng, thẳng về hướng tây hải cùng đồng hành với hắn còn có một số cường giả hư không kỳ khác chúng cường giả thánh đình phật môn hơi ngẩn ra cổ thần dĩ nhiên cũng tiến vào trong sa mạc tây Hoàng, thẳng hướng tây hải trên mặt thánh hoàng cơ nhiều lúc xanh lúc đen nói hắn tới tầm gì thiên toán tử nhíu mày nói khởi bầm thánh hoàng bệ hạ cổ thần này quá mức nhạy cảm rồi ta vừa mới dùng thiên thị nhìn thoáng qua tựa hồ lập tức bị hắn phát hiện xem phương hướng phi độn của bọn họ mục đích chuyến đi này hẳn cũng là tây hải nhưng cụ thể mục đích ra sao thì không thể tính toán được hắn đã dần dần thoát khỏi phạm vi thiên toán rồi thánh hoàng cơ nghiêu khe nhíu mày trong lòng lại nghĩ hiện tại tất cả các cường giả đỉnh cao nhất thánh đinh và phật môn đều ở đây Chọn 13 vị cường giả siêu cấp hư không kỳ cho dù cổ thần đồng hành với cường giả siêu cấp hư không kỳ long tộc Yêu tộc Bi nữa thì thực lực còn kém xa so với thánh Đình, Phật môn. Có thể nhân cơ hội này đánh chết đám người cổ thần, hoặc có thể mặc kệ bọn họ. Trực tiếp tiến vào trong Tây Hải, tất cả lấy chuyện mở ra thông đạo tiên phàm làm trọng. Nghĩ tới nghĩ lùi, Thánh Hoàng lại cảm giác cổ thần không thể dễ dàng bị đánh chết như vậy. Đã có cường giả hư không kỳ đồng hành, sợ rằng đại thống lĩnh Ngô Tinh cũng đang có mặt. Như vậy càng thêm khó đánh chết, chuyến này lấy mở ra thông đạo tiên phàm làm trọng. Để tránh sinh chuyện ngoài ý muốn, tốt nhất không nên giao phong với đám người cổ thần thánh hoàng cơ nghiêu nói tiện ta cổ thần kia thực đúng là âm hồn bất tán hôm nay bản hoàng muốn lấy chuyện mở ra thông đạo tiên phàm làm trọng không muốn phức tạp không còn để ý tới bọn họ nữa mọi người theo ta chúng ta hiện tại tiến vào tây hải hôm nay nhất định phải phá vỡ phong ấn kiền vu thánh hoàng lưu lại để thông đạo tiên phàm mở ra một lần nữa trường sinh đại đạo lại trở lại tiên giới nói xong thánh hoàng cơ nghiêu vung tay lên thân thể thiên toán tử bị hoàng thiên tỳ thu vào thu hồi hoàng thiên tỳ vào trong mi tâm thánh hoàng cơ nghiêu vung nhẹ tay một cuộn tranh bay ra phiêu phủ ngay trước mặt trên cuộn tranh là một bản địa đồ bức tranh tựa hồ là cát vàng vạn dặm bên trong có một con đường vòng vòng vèo vèo chính là con đường tu sĩ thượng cổ tiên độ phàm gian đi lại trong tây hải theo như chỉ thị trên địa đồ thân thể thánh hoàng cơ như trợt lóe liên nhảy vào trong tây hải tràn đầy xa trần bạo đông đảo cao thủ hư không kỳ độ thiện đại sư khổng lân thánh chủ theo sát phía sau sa mạc tây hoang trong hư không vạn trượng năm người cổ thần mô tinh long thương ngọc kinh vương Ngọc Giá đang phi độn thẳng hướng Tây Hải. Đột nhiên, cổ thần kinh ngạc liếc mắt nhìn lên bầu trời. Vừa rồi tựa hồ lại sản sinh một loại cảm giác bị kẻ nào đó nhìn trộm. Loại cảm giác này tại thời điểm từng đi thánh đỉnh đã xuất hiện một lần. Chỉ là hiện tại cảm giác so với trước kia càng thêm mãnh liệt hơn. Ngoại trừ bốn người Ngô Tinh, Long Thương, Ngọc Kình Vương, Ngô Dã, vạn dạng bốn phía cổ thần không hề nhìn thấy nửa điểm thân ảnh. Điều này khiến cổ thần vô cùng không giải thích được. Lẽ nào thiên hạ còn có người có thể nhìn trộm hắn mà đối phương là cường giả phương nào hắn không nhận ra được? Điều này không có khả năng, bởi vì coi như là ba người ngô tinh, thánh hoàng cơ nghiêu. Đồ thiện đại sư đều không tiến vào trong phạm vi cảm ứng của hắn mà không hề bị cổ thần phát hiện. Cổ thần lão đệ, làm sao vậy? Thấy thần sắc cổ thần khác thường, ngô tinh hỏi. Cổ thần nói, vừa rồi tựa hồ có cảm giác giống như bị người khác nhìn trộm, chật lóe rồi biến mất. Thế nhưng tựa hồ phương viên vạn dạng không có bất cứ người nào. Điều này khiến ta không giải thích được, tựa theo lý thuyết mà nói. Trong thiên hạ hẳn là không có ai bị ta cảm ứng dò xét mà vẫn không thể phát hiện. Anh, Mô tinh kinh hãi lớn tiếng nói, tu sĩ đúng là không thể làm được, thế nhưng vạn năm trước ta từng nghe nói. Trong tướng sĩ nhân tộc có một loại tính toán là thiên cơ toán thuật, có thể bói toán họa phúc hùng cát, có thể sử dụng thuật thiên thị nhìn trộm người khác, mà đối phương lại rất khó phát hiện ra bị thiên thị tính toán. Trừ phi là người có cảm ứng linh mẫn dị thường, cổ thần lão đệ, phương viên vạn dặm nơi này ngoại trừ chúng ta không còn người nào khác. Có thể lão đệ bị tướng sĩ nhân tộc dùng thuật thiên thị nhìn trộm rồi, thiên cơ toán học, thiên thi, cổ thần nhíu mày, nói, không có lý do tướng sĩ nhân tộc nhìn trộm ta làm cái gì mô tinh nói thiên cơ toán học là một loại tồn tại rất khó lĩnh ngộ trong tướng thuật tướng sĩ nhân tộc lĩnh ngộ được thiên cơ toán học sẽ thông hiểu cổ kim tinh toán không bỏ sót biết biến hóa tương lai hiểu họa phúc sớm tối loại kỳ nhân dị sĩ như thế này ngay cả tu sĩ si cũng không thể bằng được cần phải kính lễ ba phần phạm là tướng sĩ trung quy đều là phạm nhân kỳ thực điều này thường mang cho chính bản thân hẳn nguy hiểm phải tìm kiếm tu sĩ cường đại để làm chỗ dựa sinh tồn vững chắc nhân tộc chỉ có thánh đình mới là chỗ dựa vững chắc nhất Xen ra không phải là tướng sĩ phàm nhân muốn nhìn trộm lão đệ mà là thánh hoàng muốn nhìn trộm ánh mắt cổ thần sáng ngời nói thì ra là thế trách không được thời điểm ta lẻn vào thánh đình trước đó cũng có cảm giác bị người khác nhìn thoáng qua kết quả thánh hoàng đã sớm có chuẩn bị bày ra thiên la địa võng chờ đợi để ta chúng phải ám toán may mà tu vi của ta đã thành bọn họ không biết hết toàn bộ con bài chưa lật như vậy mới giết ngược lại một thánh chủ nho môn trốn thoát tướng sĩ phàm nhân kia thực đáng giận Mô Tinh đại ca, có phương pháp nào phản kích lại tướng sĩ phạm nhân nhìn trộm ta hay không? Ta ngay cả hắn là ai cũng không hề biết. Mô Tinh lắc đầu, trả lời, trên cơ bản không có biện pháp nào. Thế nhưng tướng sĩ phàm nhân không phải cường giả độ hư cảnh, không hiểu lực lượng phát tắc, lại mượn lực lượng thiên đạo, nhìn trộm thiên cơ, nhìn trộm người khác. Nếu như bị phản kích át bị trời phạt, cổ thần lão đệ chỉ có thể tăng thêm trình độ cảm giác linh mẫn của bản thân mới có thể tại thời điểm bị nhìn trộm. Trong nẻ mắt phát hiện ra người bị nhìn trộm, như vậy có thể phá được thuật thiên thị mà tướng sĩ phàm nhân kia sẽ gặp trời phá giết chết trừ cách này ra chỉ còn cách bước vào hợp đạo kỳ hợp thành đạo của chính mình như vậy thời điểm bị nhìn trộm có thể dùng đạo của chính mình cách vô tận hư không trực tiếp giết chết người nhìn trộm cổ thân thở dài nói thời điểm phát hiện ra có người nhìn trộm luôn luôn là sau khi bị nhìn trộm người ta đã sớm thu hồi lại ánh mắt của mình có thể cảm ứng được ánh mắt đã là trình độ cảm ứng lớn nhất của ta rồi muốn ta trong nẻ mắt phát hiện được người nhìn trộm sao có thể làm được bước vào hợp đạo kỳ càng thêm hư vô mờ mịt ai Tướng sĩ phàm nhân kia nhìn trộm ta hai lần, ta lại không có biện pháp nào đối với hắn, thực đúng là ngoài tầm với bản thân, hữu tâm vô lực. Mô Tinh nói, lão đệ mới chỉ có tu vi giá vụ hậu kỳ có thể phát hiện ra bị thiên thị nhìn trộm đã là chuyện khó lường rồi. Ta tài hư không hậu kỳ đỉnh phong cũng khó phát hiện ra, có lẽ lão đệ không cần phải bước vào hợp đạo kỳ. Cho khi tu vi của lão đệ đạt tới trình độ như ta hiện tại, tự nhiên cảm ứng lĩnh mãn hơn gấp trăm ngàn lần. Đến lúc đó dù bị thiên thị nhìn trộm cũng có thể phản kích trong nẻ mắt, khiến đối phương gặp trời phạt giết chết cổ thần gật đầu trong lòng đối với tướng sĩ phàm nhân nhìn trộm chính mình nổi lên sát ý phải giết bị cổ thần phát hiện nhìn trộm chỉ có hai lần nhưng trước đây không phát hiện ra bị nhìn trộm khẳng định càng nhiều lần hơn cổ thần nhớ tới thời điểm đã từng ở đổ yêu cốc tìm kiếm cửu khúc vân chi thảo công già chưa từ thể ra không hiểu sao lại chạy tới truy sát đối với hành tung của hắn hầu như nắm rõ trong lòng bàn tay một lần đó bị tàng khôn huyền đủ truy sát gần nghìn vạn dặm ngọc kình vương xuất hiện mới có thể thoát được tàng khôn huyền truy sát có thể thấy được tướng sĩ phàm nhân kia nhìn trộm hành tung của hắn cho dù là người nào cũng không thích thú gì chuyện luôn luôn có một con mắt từ trong bóng tối nhìn trộm chính mình vì vậy cổ thần đối với tướng sĩ phàm nhân kia hạ quyết tâm phải giết không quá lâu sau năm người cổ thần đã phi độn vượt qua sa mạc tây hoang đi tới bên ngoài tay hải được gọi là tiên nhân mộ địa chỉ thấy bầu trời phía trước cuồn cuộn cát bụt bầu trời nối liền thành một phiến tất cả đều là cát bụi đã phân biệt không rõ thiên và đại chỉ có biển cát vô cùng vô tận bao la hạo hãn năm người dừng phi độn đứng giữa hư không bên ngoài tay hải trường nghìn trượng mô tinh lấy ra một cuộn tranh mở ra quan sát bốn người cổ thần thì lấy ra một khối ngọc giản tiên lực truyền vào ngọc giản tức thì chiếu lên một bộ đồ án so với hình ảnh trong cuộn tranh của mô tinh giống nhau như đúc đều là lộ tuyến đi lại trong tây hải do long hoàng lưu lại năm người quan sát hồi lâu mô tinh thu lại cuộn tranh nói tiếp tục đi về phía nam trên dưới bảy vạn dặm chính là cửa vào tây hải năm xưa long hoàng đã đi bốn người quan sát đồ án trong ngọc giản trên cơ bản cũng nhận ra được cửa vào lộ tuyến đi lại trong tây hải cùng với khoảng cách so với vị trí hiện tại, tất cả cùng gật đầu. Năm người phi độn về phía nam, bay được bảy vạn dặm rốt cuộc cũng xuất hiện bên ngoài cửa vào Tây Hải năm xưa Long Hoàng đã đi. Mô Tinh nói, chính là nơi này rồi, trong Tây Hải nơi nơi đều là xa trần bạo phương viên vạn trượng, thậm chí là mấy vạn trượng. Cho dù chúng ta bị cuốn vào trung tâm xa trần bạo cũng vô cùng nguy hiểm. Lộ tuyên tiến vào Tây Hải Long Hoàng đã đi vạn năm trước hẳn chỉ là tương đối an toàn hơn một chút. Trình độ nguy hiểm gặp phải xa trần bạo cũng giảm thiểu chút ít tuy rằng trong tay hải phạm vi thần thức sẽ nhỏ lại nhưng vẫn có thể phát tán được hơn nghìn dặm có xa trần bạo đi rộng cách chúng ta hơn nghìn dặm chúng ta sẽ phát hiện từ sớm trên tuyến đường này hẳn là sẽ không gặp phải quá nhiều xa trận bạo cô lớn đồng thời kéo tới dẫn đến tình huống không thể trốn tránh vì vậy dựa theo lộ tuyến trên bản đồ đi tới cẩn thận một chút đến đầu cùng lộ tuyến hẳn không thành vấn đề quá lớn cổ thần nói mọi người nên nhớ kỹ địa đồ trong đầu nếu như long hoàng bị nhốt nói rõ con đường này không phải an toàn trăm phần trăm nếu như gặp phải chuyện ngoài ý muốn bởi vì xa trần bạo mà phải rời khỏi lộ tuyến ban đầu phải nhanh chóng điều chỉnh phương hướng trở lại lộ tuyến ghi trên bản đồ mới tương đối an toàn hơn long thương long giã ngọc kình vương đều gật đầu tuy rằng cổ thần chỉ có tu vi giá vu hậu kỳ thế nhưng ai cũng không thể phủ nhận được ngoại trừ ngô tinh gia dù ba người bọn họ hợp lại cũng không thể so sánh với cổ thần chúng ta đi thôi ngày hôm nay là ngày đại cát đại lợi nhất định cứu được long hoàng vạn sự đại cát ngô tinh tiến vào trong tây hải ngư khí mở đầu tốt đẹp bốn người cổ thần theo sát phía sau ngô tinh tiến vào trong tây hải Cố nhiên, vừa tiến vào Tây Hải, bốn người cổ thần, long thương, long dã, Ngọc Kình Vương đều cảm giác được thần thức của chính mình giống như bị trói chặt lực lượng. Ngay cả hai nghìn dặm cũng không thể cảm ứng được, đã bị một cỗ lực lượng cực lớn cắt xé tan tác. Thần thức của bọn họ chỉ kéo dài hơn nghìn dặm mới thu được hiệu quả. Thế nhưng tốc độ của Sa Trần Bạo trong Tây Hải cực kỳ nhanh chóng, trước mắt đã vượt qua mấy trăm dặm là chuyện cực kỳ bình thường, khoảng cách hơn nghìn dặm. Nếu như có Sa Trần Bạo chính diện ập tới, cho khi bọn họ phát hiện ra bị Sa Trần Bạo tập kích trước mắt bất quá là chuyện trong ngày mắt bất quá mấy lần nháy mắt đối với cường giả siêu cấp hư không kỳ mà nói cũng không thể tính là ngắn ngủi hoàn toàn có thể phản ứng kịp nhưng trong sai trần bạo còn có một số tốc độ đặc biệt nhanh nhanh nhất thậm chí nháy mắt vượt qua được nghìn dặm xa trần bạo loại này mới là đáng sợ nhất vừa mới phát hiện trong nháy mắt ta ập tới trước mặt cho dù là cường giả siêu cấp hư không kỳ cũng cảm thấy thời gian này tránh quá không đủ trong tây hải loại xa trần bạo nháy mắt thuần di nghìn dặm này không phải là số ít bắt quá dựa theo lộ tuyến long hoang lưu lại để di chuyển tương đối mà nói an toàn hơn bình thường rất nhiều loại sa trần bạo nháy mắt thuần di nhìn giảm rất ít khi xuất hiện tiến vào trong tây hải so với bốn người ngô tính khác nhau bởi vì phong bạo khiến không khí ba động vô cùng kịch liệt nhưng bản thân lại có tiên thiên linh bảo cán khôn ngọc bích trong người trình độ cảm ứng thân thể của cổ thần so với tại trong không khí linh mẫn hơn rất nhiều cảm giác toàn bộ thân thể hầu như cùng với sa trần bạo bốn phía dung hợp thành một thể không chia lìa sa trần bạo di động xa xa hơn 10 vạn dặm đều bị thân thể cổ thần cảm ứng được trong đầu cổ thần tựa hồ xuất hiện một địa đồ to lớn siêu cấp lấy hắn làm trung tâm Trừng phương viên hơn 10 vạn dặm, tất cả xa trần bạo di động như thế nào, phương hướng xa sao đều không thể thoát khỏi cảm ứng của cổ thần. Trong đầu hình thành một đồ hình hư huyễn vô cùng chính xác. Như vậy, có xa trần bạo kéo về phía hắn, cách xa hơn 10 vạn dặm cổ thần cũng có thể phát hiện ra. Có xa trần bạo biến đổi phương hướng hỗn loạn, hay là vừa mới cách hơn nghìn dặm, lại đột nhiên chuyển đổi phương hướng, ập về phía bọn hắn. Thế nhưng loại xa trần bạo quái dị đột một chuyển biến phương hướng như thế này sẽ không thể tạo thành tốc độ quá nhanh tối đa nháy mắt thuấn di được năm sáu trăm dặm hoàn toàn đủ thời gian cho đám người cổ thần phản ứng kịp những sa trần bạo nháy mắt thuấn di được nghìn dặm trên cơ bản đều là di động thẳng tác trên vạn dặm mới có thể đạt được loại tốc độ như vậy khoảng cách trên vạn dặm nháy mắt vượt qua nghìn dặm cũng cần phải có 10 lần nháy mắt cổ thần sớm phát hiện liền tránh thoát trong tây hải cổ thần không hề bị trói buộc năng lực cảm ứng ngược lại có cảm giác giống như cá gặp nước bởi vì khoảng cách cảm ứng đạt tới 10 vạn dặm rất nhanh cổ thần nổi lên tác dụng quan chỉ huy trong năm người dưới sự dẫn đường của hắn một khi có cán bụi kéo tới, sờ mấy lần hô hấp đã tránh thoát đi. Mấy người đang ở trong Tây Hải, lấy tốc độ phi đội né mắt thuần di mấy trăm dặm mà nói. Hoàn toàn vượt qua được ba bốn trăm vạn dặm cũng không gặp phải bất cứ nguy hiểm gì. Cổ thần lão đệ, lão đệ dĩ nhiên cảm ứng được sự di động của xa trần bảo cách mấy vạn dặm tại Tây Hải. Đừng nói là lộ tuyến an toàn này, cho dù là toàn bộ Tây Hải cũng không trói buộc được. Đối với lão đệ mà nói, ra vào giống như chỗ không người rồi, dọc theo đường đi vô cùng an toàn. Thần kinh từ đầu căng cứng của mọi người trở nên thả lỏng hơn nhiều. Mô Tinh đối với năng lực cảm ứng thân thể của cổ thần cảm thấy rất kinh ngạc. Có cổ thần đạo hữu ở đây, tính nguy hiểm trong tay hải chi ít cũng giảm đi chín phần. Ngọc Kinh Vương cũng dễ dàng cười nói, sớm nghe đại danh cổ chiến thần, hôm nay vừa thấy, cổ chiến thần của Nhiên không giống người thường, khiến người khác bội phục. Long Dã dọc theo đường đi luôn trầm mặc ít nói cũng vô cùng bội phục đối với cổ thần. Cổ thần nhẹ nhẹ cười nói, ta cũng tiến vào trong tay hải mới phát hiện ra năng lực cảm ứng thân thể của mình bởi vì ba động sức gió kích thích càng trở nên mạnh hơn. Sa Trần Bạo không thể tập kích tới chúng ta, Thế nhưng chỉ sợ trong tay hải còn có nguy hiểm lớn hơn nữa, chúng ta không thể có thường. Cổ Thần vừa nói xong, đột nhiên có một cơn gió xoáy kích liệt đột nhiên bao phủ mọi người bên trong. Mọi người đột nhiên bị tập kích, phát ra mấy tiếng kinh hô. Chỉ thấy một cơn gió xoáy thật lớn phóng lên cao, hình thành một sa trần bạo hoàn toàn mới. Bao phủ mọi người, sa trần bạo này không phải là từ xa di động tới, mà bởi vì sức gió lưu động hỗn loạn, vừa mới ở chỗ này hình thành một sa trần bạo mới. Năm người cổ thần ở ngay tại điểm trung tâm sa trần bạo mới, tự nhiên bị hút vào trong vô luận thân thể của cổ thần có cảm ứng nhẹ mèn tới cỡ nào xa trần bạo đột nhiên hình thành trực tiếp bao phủ bọn họ bên trong hắn tuyệt đối không có khả năng sớm cảm ứng được chỉ chớp mắt năm người cổ thần bị hãm thân trong nguy hiểm lực lượng xa trần bạo này to lớn không gì sánh được có thể phán đoán được thể tích không hề nhỏ trong sát na năm người dồn toàn bộ lực lượng phóng mạnh ra bên ngoài xa trần bạo thế nhưng sức gió của xa trần bạo này thực sự quá mức mạnh mẽ trong lúc nhất thời năm người không lao ra được ngược lại còn bị gió xoáy càng lúc càng hút mạnh vào trung tâm thân thể cũng theo gió xoáy thổi chúng càng lúc càng cao không biết sẽ bị thổi đi phương nào các người ra ngoài đi cổ thần hét lớn một tiếng trong sát na biến thành ba đầu sáu tay song song oanh kích sáu đạo trăm quyền chiến thần diệt tinh quyền hợp nhất Trong mắt phía trước bị cổ thần đánh ra một thông đạo chân không chống trải phương viên mấy nghìn trượng năm cánh tay của cổ thần đảo qua lập tức đẩy mạnh bốn người bay ra ngoài thông đạo chân không đẩy lùi các bụi gió xoáy bên ngoài tạo thành một lộ tuyến vô cùng an toàn cổ thần lão đệ đạo hữu bốn người ngô tình cấp bách hô chỉ thấy thân thể cổ thân bởi vì lực lượng phản chấn càng nhanh bị đẩy vào trung tâm xa trần bạo trong sát na liền biến mất không còn khoảng cách cảm ứng thân thể của cổ thần phi thường xa coi như rời khỏi lộ tuyến an toàn cũng có thể thoải mái ra vào trong tây hải này nhưng bốn người ngô tinh lại không thể vì vậy trong nháy mắt cổ thần có quyết đoán trực tiếp đẩy bốn người rời khỏi xa trần bạo mà hắn mặc kệ bị cắt bụ cuốn đi nơi nào cũng có phương pháp thoát thân bốn người ngô tinh ngọc kình vương long thương long giã được cổ thần đẩy ra khỏi xa trần bạo nhìn thân ảnh cổ thần biến mất trong chỗ sâu xa trần bạo ánh mắt hiện vẻ hoảng hốt xa trần bạo kia xuất hiện nhanh đi cũng nhanh gần như chỉ dừng lại trong nháy mắt sau đó lập tức thuấn di mấy trăm dặm rời khỏi thông đạo an toàn đã định ban đầu nhằm thẳng vào biển cát vàng vô biên vô hạn mênh mông hạo hãn sâu trong tây hải chỉ qua mấy lần hô hấp đã rời khỏi phạm vi cảm ứng thần thức của bốn người ngô tinh không chỉ ánh mắt không nhìn thấy được ngay cả thần thức cũng không cảm nhận được cổ thần bị cơn sa trần bạo to lớn không gì sánh được kia cuốn đi nơi nào sinh tử ra sao con mẹ nó sa trần bạo kia quá không đúng lúc thế nào vừa vặn xuất hiện ngay dưới chân chúng ta long giá gấp đến độ chửi ầm lên tay nằm xong quyền quát lớn sa trần bạo kia ít cũng có phương viên mấy vạn trượng cổ chiến thần bị cuốn vào trong đó sợ rằng sợ rằng khó có thể thoát thân rồi ba người ngô tinh hai mặt nhìn nhau không nói được câu gì ngay cả xa trần bạo cách mấy vạn dặm cổ thần cũng cảm ứng được rõ ràng có thể nói trong tây hải xa trần bạo căn bản không thể tạo thành uy hiếp tới hắn thế nhưng hết lần này tới lần khác sự tình lại phát triển theo hướng không ai ngờ đến một xa trần bạo dĩ nhiên vô thanh vô tức hình thành ngay dưới chân bọn họ chờ khi năm người phát hiện ra thì đã bị xa trần bạo bao phủ bên trong điều này cùng với độ cảm ứng nhẹ cảm hầu như không có liên quan có thể nói một khắc kia năm người vừa vặn xuất hiện tại trung tâm xa trần bạo hình thành vận khí thực sự quá mức không xong. Qua một lát, Mô Tinh nói. Không cần phải bi quan quá mức. Thủ đoạn của cổ thần lão đệ xa xa không phải chúng ta nhìn thấy đơn giản như vậy. Sa trần bạo kia không nhất định có thể giết chết được hắn. Chỉ là hắn rời khỏi lộ tuyến gia toàn. Bị sa trần bạo cuồn theo di động không xác định trong Tây Hải. Nhất định sẽ bị có lực lượng, lượng cường đại sâu trong Tây Hải hút vào trong. Lần trước ta cũng từng bị có lực lượng, lượng cường đại kia hút vào lấy cảm mộ linh mẫn đối với sự đi động của xa chân bao cho dù là ở chỗ sâu trong tây hải cổ thần lão đệ nhất định có thể chạy trốn ra ngoài mô tinh nói như vậy thần sắc ba người còn lại nhất thời chấn định hơn nhiều ngọc kính vương nói kinh lệnh của cổ thần đạo hữu luôn luôn làm cho người khác không dự đoán được không biết trong thời gian tới bị xa trần bạo cuốn đi là họa hay là phúc tất cả chưa thể xác định được hay là cổ thần đạo hữu được phúc phận rơi vào đầu gặp dữ hóa lành cũng nói không chừng long thương gật đầu nói chúng ta tiếp tục tiến vào trong nếu như cổ thần đạo hữu bị hút vào chỗ sâu trong tây hải ngược lại đến sớm hơn một bước so với chúng ta đối với hạ lạc của cổ thần bốn người chỉ có thể suy đoán bằng miệng cũng không thể lưu lại chờ đợi cổ thần trở về chỉ đánh tiếp tục tiến về phía trước chỉ là thiếu đi cảm ứng linh mẫn dị thường đối với xa trần bạo của cổ thần tốc độ di chuyển của bốn người đã giảm đi rất nhiều cổ thần oanh kích ra sáu đạo trăm quyền chiến thần diệt tinh quyền hợp nhất thân thể nhất thời nhẹ nhóm hơn nhiều bởi vì lực lượng phản chấn cộng thêm lực xoay tròn tại trung tâm xa trần bạo cường đại không gì sánh được thân thể rất nhanh bị cuồn vào trung tâm xa trần bạo Sa trần bạo này chỉ ít cũng có phương phương vạn trượng, coi như là cường giả siêu cấp hư không kỳ bị cuốn vào trong tâm cũng sẽ bị gió xoáy cường liệt không gì sánh được xé nát thành vô số mảnh vụn, ngay cả nguyên thần cũng không thoát. Tuy rằng thân thể của cổ thần so với đại đa số cường giả hư không kỳ còn mạnh hơn, thế nhưng tuyệt đối không vượt qua quá nhiều, mạnh kháng với lực lượng gió xoáy sa trần bạo, cơ hồ không có khả năng mới tiến vào phạm vi nghìn trượng bên ngoài trung tâm xa trần bạo cổ thần đã có cảm giác thân thể bị lực lượng gió xoáy cắt xé tựa hồ thân thể rất nhanh sẽ bị gió xoáy xe tan tành hóa hư vô ngay cả cặn bả cũng không lưu lại thái hư tiên đỉnh cũng không biết bị gió xoáy bên trong xa trần bạo thổ lộn nhà bao nhiêu lần cổ thần thủy chung duy trì tinh thần yên tĩnh thấy lực lượng gió xoáy càng lúc càng lớn tiên lực hé động một tòa tiên đỉnh cổ lão mà tăng thương đột nhiên xuất hiện bao phủ quanh thân thể cổ thần đây chính là tiên bảo vô thượng của thánh địa đạo gia thái hư cung đến thái hư tiên đỉnh Thái Hư Tiên đỉnh chính là tiên tôn thái cổ thái không biết dùng loại tài liệu thái cổ nào luyện thành tiên bảo vô thượng, trình độ kiên cố cổ thần chưa hề gặp qua bất cứ loại tiên bảo nào có thể so sánh được. Thân thể ẩn nấp bên trong Thái Hư Tiên đỉnh, lực gió xoáy cường đại không gì sánh được tại trung tâm xa trần bạo đều rơi vào Thái Hư Tiên đỉnh. Gió xoáy giống như lưỡi đao, như kiếm cương, như thần thương, như quỷ phủ, lực công kích mạnh mẽ không thua gì nghìn nghìn vạn vạn tiên bảo thương phẩm đồng thời công kích. Thế nhưng rơi vào Thái Hư Tiên đỉnh chỉ nghe thấy tiếng va chạm kim trúc nghiêm trọng không dứt, nhưng không thể lưu lại nửa phần ẩn ký bên ngoài thân thái hư tiên đỉnh. Có thể thấy được lực phòng ngựa của thái hư tiên đỉnh thực sự đạt tới trình độ biên thái tới cực điểm. Lực lượng do xoáy trong sa trần bạo quá mức cường đại, cổ thần không thể khống chế. Chỉ có thể trốn chết trong thái hư tiên đỉnh, tùy ý để sa trần bạo thổi vào biển sát vô tận và đập khắp nơi. Bắt quá loại tình huống này không duy trì quá lâu. Đột nhiên cổ thần cảm giác được một cỗ lực lượng vô cùng cường đại, khiến hắn không thể nào chống cự được hoàn toàn không báo trước từ mốt phương hướng vọt tới bao phủ thậm chí so với lực lượng trung tâm xa trần bạo phương viên vạn trượng cũng không thể bằng được cỗ lực lượng cực kỳ to lớn kia thậm chí có vẻ như vô cùng nhỏ bé hầu như trong nháy mắt thái hư tiên đỉnh bị cỗ lực lượng cường đại không gì sánh được mạnh mẽ hút đi từ trung tâm xa trần bạo phương viên mấy vạn dặm kia cổ thần ở bên trong thái hư tiên đỉnh chỉ cảm thấy thái hư tiên đỉnh lấy một loại tốc độ nhanh chóng tới cực điểm bay theo phương hướng nào đó tại biển cát vàng tốc độ này không phải là xuyên toa hư không không phải là thuần di thế nhưng tốc độ so với cổ thần trong hư không né mắt thuần di được năm nghìn dặm còn nhanh hơn hư không rời thái hư tiên đỉnh cắt xé trong né mắt sụp đổ theo đường đi qua hình thành một thông đạo đen kịt dài tới vạn dặm đó chính là do thái hư tiên đỉnh xét qua hư không lưu lại vết sách chân không nếu là thuần di trực tiếp xuyên qua hư không sẽ không tạo thành phá hủy mạnh mẽ đối với không gian như vậy cho thái hư tiên đỉnh bay qua không chỉ tạo thành vết sách hư không không gian hai bên trái phải cũng bị tốc độ nhanh không gì sánh được kia ảnh hưởng lưu động cực nhanh hình thành một một mảnh xa trần bạo quần thật lớn bị cuốn theo thái hư tiên đinh thái hư tiên đỉnh bay về phía trước cực nhanh chỉ chớp mắt đã vượt qua vạn dặm mà sát với hư không trước mặt thái hư tiên đỉnh kéo theo một mảnh xa trần bạo quần vô cùng to lớn có một số đạt tới đạt tới mấy vạn trượng thậm chí là mười vạn trượng trong tay hải hình thành một cảnh tượng kinh khủng chưa từng có tiếp tục duy trì như vậy hơn một nghìn lượt hô hấp thái hư tiên đỉnh mang theo cổ thân tại tây hải vượt qua khoảng cách hơn một nghìn vạn dặm rốt cuộc cỗ lực lượng cường đại không thể chống cực kia cũng biết mất ừm um một tiếng nổ vang thái hư tiên đỉnh mạnh mẽ chấn động tựa hồ đã rơi xuống mặt đất bằng trong lòng cổ thần cả kinh toàn bộ tây hải vô biên vô vạn hào hãn mênh mông trên không thấy trời dưới không thấy đất thái hư tiên đỉnh dĩ nhiên rơi vào mặt đất bằng đồng thời cổ thần kinh ngạc phát hiện xa trần bạo cùng bạo không gì sánh được bốn phía đều đã không còn trong tay hải dĩ nhiên có địa phương không có xa trần bạo lập tức khiến cổ thần vô cùng kinh ngạc đồng thời lòng hiếu kỳ nổi lên thân thể chợt lóe từ trong thái hư tiên đỉnh ra ngoài bốn phía là một mảnh xanh um cây cối thành rừng bao phủ khắp các ngọn núi liên miên kéo dài tới tận chân trời cổ thần dĩ nhiên phát hiện hắn xuất hiện trong một biển màu xanh đập vào mắt hắn vô luận là núi cao đất bằng phẳng đồi núi sơn cốc đều là đại thụ che trời một mảnh đồng đỏ xanh lá sinh co bừng bừng tràn trề nhựa sống nơi này là ánh mắt cổ thần chợt lóe mộc chi đại trận trong biển cát vô biên vô hạn dĩ nhiên xuất hiện một mảnh thế giới xanh um đại thụ che trời đây hoàn toàn là trái với thưởng thức khả năng giải thích duy nhất chính là cổ thần đã tiến vào trong một tòa trận pháp tất cả mọi thứ trước mắt đều là ảo cảnh hoặc là một phương tiểu thế giới nào đó nhờ tới ngô tinh cũng đã từng bị một cỗ lực lượng to lớn không gì sánh được hút vào chỗ sâu trong tây hải đủ vây khốn hai năm mới có thể chạy thoát khỏi tây hải trong lòng cổ thần sáng tỏ lúc này chỉ sợ bản thân đã ở chỗ sâu trong tây hải rồi lấy tạo nghệ của cổ thần đối với trận pháp tự nhiên liếc mắt liền nhận ra bản thân đang bị hãm trong mục chi đại trận đối với mục chi đại trận thời điểm cổ thần ở trong thanh đế mộ trùng đã sớm nghiên cứu tương đối thấu triệt trong ngũ hành đại trận thổ thủ hỏa mộc tứ đại kỳ trận thượng cổ cổ thần đã nghiên cứu nhiều năm đã tới trình độ thấu triệt trong lòng chỉ duy nhất còn lại pháp tác hệ kim là chưa hề gặp qua thế nhưng căn cứ vào tứ đại kỳ trận thượng cổ thổ mộc thủy hỏa thối diễn đối với kim chi đại trận cổ thần đã có tạo nghệ tương đối rõ ràng chỉ kém tận mắt nhìn thấy một kim chi đại trận chân thực để so sánh đối chiếu mà thôi nếu là người khác coi như là siêu cấp cường giả hư không hậu kỳ đỉnh như ngô tinh cơ nghiêu độ thiện bị nhốt trong mục chi đại trận sợ rằng phải tiêu tốn thời gian một hai năm thậm chí càng lâu, còn có thể là cả đời không thoát ra được. nhưng đối với cổ thần mà nói, mục chi đại trận căn bản không thể ngăn cản được bước chân của hắn. căn cứ vào trận thế, cổ thần liên tục xuyên qua trong mục chi đại trận, xuyên toa trong mục chi đại trận chừng hơn nghìn dặm. cổ thần đột nhiên dừng bước chân, nhãn thần gần ra, chỉ thấy bên trái phía trước mấy trăm dặm có một cố thi thể, mà cố thi thể này nằm bên dưới một gốc đại thụ đỉnh núi. cây cối trên đỉnh núi kia rất dày đặc, thi thể chỉ lộ ra một bộ phận rất nhỏ, nhưng cũng không thể tránh thoát được con mắt của cổ thần trong lòng cổ thần vui vẻ khẳng định là tu sĩ tiền bối tiến vào trong tây hải bị có lực lượng cường đại kia hút tới đây tu sĩ bình thường tiến vào trong tây hải trực tiếp bị sa trần bạo cắt nát thành hư vô ngay cả cặn bạ cũng không lưu lại có thể bị cố lực lượng cường đại kia hút mạnh tới đây khẳng định là cường giả tu vi can thâm chỉ ít cũng có tu vi độ hư cảnh trở lên chẳng lẽ đến là di thể cổ tu